Khi bỏ menthol vào chai nước ngọt thì có hiện tượng phun trào. Và nếu viên kẹo khổng lồ thì sao? Nặng đường dẻo thành hình những viên kẹo. Dùng giấy bạc cuốn những viên kẹo lại. Dán nhãn hiệu xung quanh nha. Không biết có ai dám thử không nhỉ? Và hai người bạn đã hoảng sợ bỏ đi. Thật ra nó dùng để ăn mà. Chuyện xảy ra tại một quán ăn nọ. Cô này xúc miệng kém duyên quá. Làm sạch răng thì phải dùng chỉ như cô ta nè. Và cô này cũng đã nghĩ ra sáng kiến mới. Cắt đôi quả banh xốp ra. Đánh dấu lên nửa quả banh rồi cắt ra. Tiếp tục là cắt một vòng tròn chính giữa. Cắt tiếp hai cạnh bên ra như hướng dẫn. Làm tương tự với nửa còn lại và dán chồng lên. Dùng giấy trắng phủ bên ngoài. Bạn dán nhãn hiệu lên đó nha. Và lần này cũng tại quán ăn cũ. Cô ta có hộp chỉ y tế khổng lồ rồi nha. Chỉ này mài mẻ răng thì cũng không sao. Dùng sơn acrylic sơn trắng chiếc hũ này. Dán nhãn hiệu và đậy nắp lại. Làm tan chảy kẹo mềm và cho bột bánh vào. Giờ học đang rất căng thẳng. Nhưng khi thầy giáo vắng mặt thì lại khác. Các cô nàng sẽ ăn kẹo trong chiếc hũ này. À, nhiều như thế này thì tha hồ mà ăn nhé. Đã bị bao nhiêu lần rồi mà cô ta vẫn ngủ ngon lành. Lần này vẫn thế, vẫn bị cô bạn trêu chọc. Ôi, mặt cô ta bấy nhầy hết rồi. Hóa ra cô nằm mơ nãy giờ và chuẩn bị trễ học rồi. Chuẩn bị một ống xốp và dán kín một đầu lại. Đầu kia bạn nhét vào một cái hũ. Dùng tấm bìa bao quanh miếng xốp. Dán nhãn hiệu kem đánh răng lên. Tiếp theo là cho slime tự chế vào là xong. Con robot này làm gì cứ xé giấy mãi thế? Dừng lại đi, bừa bộn thế này ai dọn dẹp chứ? Chổi dùng để quét, không để xé. Ok. Cắt bánh tráng sữa và cắt làm tư, rồi cắt ra thành hình tròn. Bôi mật ong lên rồi nướng 10 phút. Dùng băng keo dán một đầu túi nhựa lại.
dán nhãn hiệu vào giữa túi nhựa và cho bánh nướng vào. Hãy mở túi và lấy bánh ra. Chuẩn bị một ít sốt cà chua nữa nhé. Dùng bánh mì chấm vào nước sốt cà chua. Ăn vào robot thông minh hẳn và chịu nghe lời rồi. Đánh răng mà vẫn chưa tỉnh ngủ hả cô gái? Ôi, ly nước khổng lồ. Bạn cắt lấy vành xô nhựa ra. Dùng bút đánh dấu lên tấm bìa và cắt ra. Sau khi dán lên xô thì ra chiếc ly khổng lồ rồi. Cô gái có bịch bánh thật là to. Nó làm cô gái này chú ý rồi. Và bên trong là những miếng bánh khổng lồ. Ăn khi chưa được phép là không tốt nha. Cho trứng và bơ vào khoai tây nghiền sẵn và trộn đều. Cho thêm bột nghệ, muối và bột mì vào trộn đều. Lấy một tấm giấy bạc lớn và dán giấy nướng lên và gấp lại thành hình zigzag. Lấy khối bột bánh ra cán mỏng rồi đặt lên giấy nướng. Cho dầu và ớt bột trộn đều rồi phết lên bột bánh rồi đem nướng nhé. Giờ là công đoạn chuẩn bị bịch bánh khổng lồ đây. Dán nhãn hiệu và cho bánh vào bên trong là xong. Sáng sớm khi ngủ dậy thì không tỉnh táo tí nào. Bạn hãy xem cô gái này là một ví dụ. Hãy tỉnh táo lại đi. Cô đánh răng bằng bàn chải khổng lồ kìa. Tới mức lôi cả bạn trai vào cơ đấy. Có cái gì đâu nào. Lần sau hãy nhìn cho kỹ nhé cô gái ơi. Bạn lấy một cái bàn chải giặt đồ và cắt phần tay cầm đi. Tiếp đó cắt xốp ra thành tay cầm bàn chải đánh răng khổng lồ. Đặt bàn chải lên miếng xốp vừa cắt và đánh dấu. Khoét một lỗ để nhét bàn chải vào rồi trang trí là xong. Xà bông thường rửa tay không đã, thế nên cô gái dùng xà bông khổng lồ để rửa tay. Bạn đánh dấu lên miếng xốp và cắt theo hình. Đặt nhãn hiệu trên đó. Bạn để nó trên chiếc thau to. Ngoài công dụng rửa tay, nó còn dùng để tắm gội được. Xà bông khổng lồ tiện lợi vô cùng.